thì các bạn đã thấy được là giá của BTC đó nhìn chung thì so với lại ngày thứ sáu cũng không có sự khác biệt nhiều đâu các bạn thấy được là giá của BTC là 16.643 À, chúng ta nhìn vào tvm thì cũng tương tự như là ngày thứ sáu nhưng mà cuối tuần qua đã thực sự có nhiều drama lắm các bạn để thường uh, chia sẻ với các bạn trước hết á, chúng ta hãy nói tới cái sự kiện giá giảm đợt này đó chúng ta có khả năng tiếp tục thấy những cái miner những người mà đào bitcoin đó họ tiếp tục bán bên của mình hay là không thì uh, có một cái phân tích ở trên crypto khoan bởi một người có tên là it tech thì trên màn hình á, các bạn thấy được đây là cái số lượng bitcoin rời khỏi ví của những cái thợ đào thì các bạn đang thấy được một điều đó là phần lớn thời đào đó là họ di chuyển Bitcoin của mình đó, và khả năng cao là di chuyển để mà bán đó chính là khoảng chừng tháng 1 năm 2021 và đây cũng là cái thời điểm mà Thùng chia sẻ với các bạn đó đây là cái lúc mà rất nhiều thời đào đó đã chốt lời thì các bạn đã biết là thời đào đó họ tiếp tục đào Bitcoin à, từ lúc mà giá BTC đó dưới 1.000 đô lên tới 20.000 đô năm 2000 2017 rồi xuống tới khoảng chừng là 3.000 đô năm 2018 rồi đi ngang ở à, mức là khoảng chừng 6.000 đô năm 2019 thì cả thời gian đó phần lớn thời đào đó vẫn tiếp tục đào và tích lũy cho đến mức nào cho đến mức đó là khoảng chừng là 20 mấy 30 000 đô đó thì à, rất nhiều những thời đào họ đã chốt lời thời điểm đó thì cũng đã chia sẻ lúc đó với các bạn đương nhiên giá vẫn tiếp tục tăng lên nhưng mà những thời đào đó thì các bạn biết là họ có thể chốt lời à, đương nhiên không ai biết định tới đâu cho nên à, họ chốt lời để có một sự an tâm nhưng mà sau đó chúng ta thì được cũng có một số đợt thời đào đẩy bitcoin của mình ra khỏi ví và đương nhiên nhiều người cho động thái này là động thái thời đào bán thì các bạn thấy được chúng ta cũng có hiện tượng đó hồi tháng 3 năm nay hồi tháng 7 năm nay tháng 9 năm nay những cái đợt này đó giống như là hồi tháng 7 hay là trước đó chúng ta có những cái sự kiện như là liên quan đến thời đào đó không thể tiếp tục hoạt động ở trung quốc nữa dẫn đến là nhiều thời đào họ tắt máy đào rồi họ chuyển qua những quốc gia khác và chúng ta thấy là đó cũng có thể động thái tại sao mà có cái số lượng btc bán tại vì có thể là nhiều công ty đào trung quốc họ quyết định là không đào nữa nhưng mà tới bây giờ đó tình hình này thì ra sao các bạn thấy được là tháng 11 này đó thì cái số lượng Bitcoin rời khỏi ví thợ đào đó thật sự cũng đã có sự tăng lên rồi các bạn đã thấy nhưng mà nó cũng không có phải là tăng nhiều lắm nó cũng cỡ cỡ như là hồi tháng 9 hay là tháng 7 hay là tháng 5 của năm nay nói chung đó, thì đây là một cái động thái chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem coi là thợ đào có bị áp lực bán hay là không tại vì giá bây giờ mức là 16.600 đó thì tùy theo đó các bạn hỏi ai tại vì thời đào đó rất là khó để mà đoán được là cái chi phí đào của họ là bao nhiêu tại vì tùy theo các bạn ở quốc gia nào tiền điện là bao nhiêu rồi các bạn mướn nhân viên là bao nhiêu tiền mặt bằng là bao nhiêu cho nên đó là những cái thứ mà nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp với lại các bạn đào một bịch khôi đó chi phí là bao nhiêu và đương nhiên người muốn biết cái con số đó tại vì họ nghĩ là nếu như mà thời đào lỗ đó thì họ có thể là bán bdc của mình nhưng mà các bạn đã thấy là người này đó thì không biết dùng cách nào nhưng mà tính toán đó là cái số tiền dùng để đào một BTC đó thì khoảng chừng là 19.000 đô. Có nghĩa là những công ty đào bây giờ họ đào Bitcoin mức là 16.612 đó thì họ hoàn toàn là đang bị lỗ. Thì có khả năng họ bán hay là không thì à, đương nhiên những cái xưởng đào nào đó mà nhỏ hơn quy mô ít hơn họ không có tiền để mà tiếp tục kinh doanh đó, thì đương nhiên họ phải bán lỗ họ cũng phải bán luôn các bạn à, tại vì sao tại vì đương nhiên là họ vẫn phải trả tiền nhân viên trả tiền mặt bằng trả tiền điện nhưng mà những cái xưởng đào lớn hơn đó thì có thể là họ sẽ chống chọi được nhất là nếu như họ đã chốt lời đủ năm 2021 và những cái xưởng đào lớn đó thì nhiều xưởng đào đã nói là họ hoàn toàn có đầy đủ tiền để mà qua khỏi những cái thời điểm như thế này và đây cũng là một chiến lược cho các bạn khi mà thời điểm không tốt đó thì những cái xưởng đào mà họ có nhiều tiền hơn họ có sự chuẩn bị đó thì họ tiếp tục đào mặc dù là họ đang đào lỗ bây giờ nhưng mà họ không nghĩ đến giá bây giờ mà họ nghĩ là cứ tiếp tục đi sau này giá lên họ sẽ bán rồi sẽ chốt lời thời điểm đó và đây cũng là một chiến lược để mà đẩy những cái thợ đào nhỏ đó đi về con đường là phá sản tại vì sau đó, đó thì họ sẽ thống trị thêm trong thị trường này đây đó cũng là một cái chiến lược kinh doanh của những cái xưởng đào lớn hiện tại lỗ họ vẫn đào để đẩy những cái xưởng đào cũ ra khỏi thị trường này đó là tình hình của những thời đào và ngoại trừ tình hình thời đào ra đó chúng ta cũng có nhiều cái thông tin như là rất nhiều tiền bởi rất nhiều tiền đó, trong vòng một tuần đã rời khỏi những cái sàn giao dịch rồi ước tính đó của Contrap là khoảng 1,3 tỷ đô la bitcoin đã rút ra khỏi các sàn giao dịch trong tuần này thì cái con số này đó là trong vòng một tuần nhưng mà thằng có thể chia sẻ với các bạn đó là nếu chúng ta nhìn vào tài liệu trên crypto khoan đi đây là cái tài liệu tất cả sàn giao dịch còn bao nhiêu BTC thì các bạn hãy nhìn vào cái đường màu xanh trên màn hình đó các bạn đang thấy được là bắt đầu là từ ngày 5 tháng 11 đó tính cho đến ngày hôm nay đó các bạn thấy được là ngày 5 tháng 11 chúng ta còn khoảng 2,3 triệu BTC trên tất cả những sàn mà crypto khoan đang theo dõi và tính tới ngày hôm nay đó thì các bạn sẽ thấy là chúng ta chỉ còn có khoảng chừng là dưới 2,1 triệu Bitcoin Có nghĩa là một con số lớn BTC đó đã rời khỏi rồi các bạn Có thể nói là hơn 200.000 BTC đã rời khỏi trong thời gian chỉ có vài ngày mà thôi và con số này đó thì cũng thấp hơn là 3 tỷ được nói tới Bitcoin Telegraph nhưng mà cũng là hơn khoảng chừng là phẩy hai tỷ tùy theo các bạn tính giá nào cho nên hoàn toàn không phải là con số nhỏ đâu và hiện tượng này đó khắp nơi luôn các bạn không riêng một sàn nào hết đi thường zoom vào để các bạn thấy rõ hơn nếu chúng ta nói tới sàn Binance đi các bạn nhìn vào cái đường màu xanh trên màn hình đó tương tự các bạn thấy được bắt đầu là từ ngày 7 tháng 11 đã có rất nhiều BTC rời khỏi Binance chúng ta có thể nhìn thấy được một sàn khác đi, chúng ta nói tới Bybit đi. Thì các bạn để ý đi thì Bybit cũng như vậy luôn, cái đường màu xanh này đó đi xuống rất là nhanh, có nghĩa là người ta rút tiền ra khỏi Bybit. Chúng ta có thể nhìn thấy một sàn khác đi, Coinbase đi. Thì các bạn thấy là cũng tương tự như vậy, cũng có người rút tiền ra khỏi sàn Coinbase. Nói chung là mọi người bây giờ đó rất là lo sợ là để tiền trên sàn đó sẽ dẫn đến cái sự cố như là FTX cho nên người ta mới rút tiền ra. Các bạn đã nhớ đó là cái sự kiện Uh, hồi cái tây vài tháng đó Khi mà chúng ta thấy những cái nền tảng Mà các bạn có thể vay Hay là các bạn có thể gửi lấy lại đó Như là Celsius uh, Như là Voyager Khi mà hai nền tảng đó Bị uh, khai phá sản đó Thì uh, nhiều người đã rút tiền ra Khỏi những nền tảng tương tự Giống như là BlockFi Hay là chúng ta nói tới Nexo và những nền tảng khác Nhưng mà phần lớn đó, thường nghĩ là nhiều người lúc đó vẫn còn có lòng tin rất lớn đối với những cái sàn cho nên à, chúng ta mới thấy là nhiều người vẫn tiếp tục để tiền trên sàn nhưng mà đợt này đó thì à, các bạn được lòng tin để tiền trên sàn cũng đã mất đi luôn và tôi đã chia sẻ với các bạn trong vòng nhiều năm nay chúng ta không nên à, lưu trữ quá nhiều tiền ở trên sàn tại vì chúng ta thực sự không có biết được bên trong như thế nào đâu các bạn lúc nào đó thì à, chúng ta cũng hy vọng là sàn thực sự là mạnh mẽ và có nhiều tiền như là sàn nói nhưng mà tôi với các bạn đó đâu có được à, mời đến đêm mà dự cuộc họp hợp đồng quản trị được các bạn chúng ta đâu biết được bên trong như thế nào cho nên sàn giao dịch để dùng để giao dịch chứ không phải là sàn dự trữ chúng ta nói tới Ethereum ra thì cũng không có khác biệt nhiều chúng ta được Ethereum vẫn đang được rút ra khỏi những sàn giao dịch các bạn nhìn thấy cái đường màu xanh trên màn hình đó bắt đầu là từ ngày 4 tháng 11 đã có nhiều ether rời khỏi rồi và các bạn có thể nhìn thấy được là đây là hiện tượng chung luôn chứ không phải là riêng một cái sàn nào hết thì đối với lại cái sự lo lắng này đó có thể là nhiều bạn mất đồng tin nhiều bạn lo lắng nhưng mà đối với một số người đó thì đây là cả một cơ hội để có thể tích lũy thêm btc và những đồng khác với cái mức giá tốt hơn các bạn có thể thấy là tình hình bây giờ đó các bạn có thể nghĩ là đây là một cái sự cố gì đó mà cực kỳ lớn trong lịch sử của btc thì đó là đúng nhưng mà nếu nói đây là cái sự kiện duy nhất mà xảy ra chỉ lần này thì không phải đâu nhưng bà nào mà tham gia thị trường này trong vòng bao nhiêu năm qua đây thì cũng đã nhớ là năm 2004 khi mà sàn Malgox lúc đó sàn Malgox đã chiếm tổng cộng là khoảng 70% volume luôn. Nếu tính với sự ảnh hưởng đó thì sàn Malgox cực kỳ ảnh hưởng nên thị trường này còn lớn hơn cả Binance nữa các bạn tại vì lúc đó thị trường rất là nhỏ và lúc đó phần lớn chỉ có BTC mà thôi và khi mà sàn đó sụp và phá sản năm 2004 đó thì lúc đó thật sự là nhiều người lo lắng là thị trường này đó sẽ coi như là xong tại vì sàn đó quá lớn các bạn coi như lòng tin đã mất nhưng mà các bạn thấy được là sau nhiều năm thì chúng ta lại có cái lòng tin trở lại có nhiều sàn khác trở lại, mọi người lại quên câu chuyện của năm 2004, mọi người lại quên câu chuyện của những cái diệu hát mà những sàn đã từng phá sản trước đây, giống như là Kraken, CX. Cho nên nhiều bạn đã có sự lo lắng là cái tình trạng mà mọi người lo sợ rút tiền à, tự giữ đó thì có ảnh hưởng lâu dài như thế nào đối với cái sự phát triển của thị trường crypto này? thì thật ra đó thường nghĩ là mọi người lại sẽ tin tưởng sàn giao dịch nữa qua thời gian mọi người lại quên đi những sự kiện trước đây cũng như là họ đã từng quên những sự kiện lớn trước đây thôi các bạn và không phải ai cũng lo sợ đâu các bạn các bạn có thể thấy được đây là một cái ví dụ đây là cái địa chỉ ví lớn thứ ba con cá voi mà nhiều bạn hay thích theo dõi đó thì các bạn đã thấy là từ khi mà có cái sự cố ftx đó, thì bắt đầu được từ ngày 8 tây các bạn thấy địa chỉ ví này đã liên tục nạp thêm nhiều BTC vào các bạn đang thấy được là ngày 8 tháng 11 đó nạp vào tổng cộng là hai lần một lần là 1.400 BTC một lần là 683 BTC và là ngày 9 tây cũng nạp thêm vài lần ngày 10tây cũng nạp thêm vài lần ngày 11 Tây cũng vậy và hôm nay cũng tiếp tục nạp thêm Chỉ tính hôm nay thôi đã nạp thêm 1.200 BTC rồi các bạn cho nên những gì mà xảy ra đó thì có thể là rất nhiều bạn đang sốc và đang lo lắng và đang chán nản và đang khủng hoảng nhưng mà đối với những người mà trong thị trường này lâu năm đó thì đây cũng là một sự cố trong hàng loạt những sự cố và sẽ có nhiều sự cố như gì nữa trong tương lai nhưng mà đó cũng không có thay đổi được cái xu hướng chung của thị trường này Đầu. cái sự tin tưởng của nhiều người vẫn còn ở đó cũng như là của thuận và thuận đã chia sẻ trong cái à, bài viết khá là dài với các bạn mình thuận đã chia sẻ cách đây khoảng chừng hai ngày tâm sự thuận Capital sau năm ngày ác mộng thuận sẽ cố gắng dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn một là trong video này hai là trong video ngày mai về cái suy nghĩ của thuận về tình hình thị trường và cái à, sự lo sợ liên quan tới FTX đó, thì đương nhiên bây giờ sàn FTX đã khai bảo vệ phá sản rồi nhưng mà cái câu hỏi bây giờ đó là những cái công ty mà sàn ftx đang đầu tư hay là những dự án mà họ đang giữ đó thì kết quả những công ty này sẽ ra sao còn công ty nào liên quan tới ftx còn dự án nào liên quan tới uh, đồng ftt đó có thể uh, dẫn đến trên cái bờ vực là phá sản bây giờ nhiều người rất là nhạy cảm với tất cả thông tin luôn các bạn Nói tới thông tin á, thì các bạn đã thấy được là BlockFi đó vừa đưa ra một cái email thùng vẫn nhận được email từ BlockFi thì BlockFi đó nói về cái tin đồn gần đây à, về việc là có phải BlockFi đang lưu trữ nhiều tiền ở trên sàn FTX hay là không thì các bạn đã thấy được là họ nói câu trước nhưng mà câu sau nó lại có nhiều mâu thuẫn tại vì câu trước đó các bạn thấy được là họ nói là những tin đồn liên quan đến tài sản BlockFi phần lớn để trên FTX là không đúng nhưng mà họ lại có significant exposure có nghĩa là họ nói là họ có cái sự liên quan rất lớn đối với lại FTX những công ty liên quan như là Alameda tài sản giữ trên FTX.com Cho nên á, bây giờ đó họ cũng có một số tiền không những chỉ riêng FTX.com mà còn một số tiền ở trên FTX US không rút được Vì lý do là họ có cái sự quan hệ lớn với lại FTX và những công ty liên quan đó Các bạn đã nhớ là cách đây vài ngày BlockFi đã nói là họ sẽ ngưng không có cho người ta rút tiền nữa Thì đây là một điều rất đáng tiếc luôn các bạn Và đây cũng là điều mà Thượng đã chia sẻ với các bạn Về tình hình của BlockFi bắt đầu là từ hồi tháng 6 rồi Đáng tiếc là họ cầm cự được cho tới bây giờ nhưng mà sau sự kiện của FTX đó, thì uh, họ nói là không cho rút tiền mà các bạn đã nhớ là một ngày, một ngày nha các bạn trước khi mà FTX khai phá sản đó thì CEO của BlockFi vẫn lên trên Twitter các bạn và nói là mọi thứ uh, sẽ không có vấn đề gì đâu, họ vẫn tiếp tục hoạt động. Họ không có liên quan gì lớn đối với FTX mà FTX vừa khai phá sản thôi thì BlockFi đang ngừng không rút tiền rồi thì đương nhiên thường cảm thấy là họ không muốn nói thật đâu các bạn thì thường hy vọng là các bạn nào mà theo dõi kênh đó, thì trong vòng mấy tháng qua đó chúng ta đã nói rất nhiều về rút tiền ra khỏi những nền tảng như là blockfi thì hy vọng là phần lớn các bạn không có bị dính vào cái sự kiện này và tình hình thì khả năng đó các bạn là BlockFi sẽ phá sản bây giờ họ vẫn chưa có chính thức khai bảo vệ phá sản nhưng mà tình hình là như vậy tại vì đó chúng ta thấy được là có một số những công ty trong đó chúng ta có Binance US nghĩa là công ty Binance US và Curve hiện bây giờ là đang đấu giá cho cái đơn vị thẻ tín dụng của BlockFi các bạn đã biết là BlockFi có thẻ tín dụng thường cũng đang sử dụng đó thì uh, theo thống kê đó thì họ có khoảng gần là 87.500 khách hàng đang sử dụng cái thẻ tín dụng của BlockFi và đây là một phần mà rất đáng giá. Các bạn thì bây giờ Binance US và Curve thì đang đấu giá để mà mua lại cái phần này của BlockFi. Chúng ta sẽ biết thêm thông tin trong thời gian tới đây. Nhưng mà tôi nghĩ là khả năng họ sẽ bán như gì họ cần bán nếu như mà không qua được thì sẽ phải theo bởi vì phá sản thôi các bạn và như tôi thường chia sẻ đó mọi người bây giờ đó quá nhạy cảm với tất cả thông tin và trong thị trường crypto này chúng ta lại có nhiều công ty có tên tương tự nhau cho nên rất nhiều những cái sự lo lắng bây giờ đó nhưng mà thật ra không cần phải lo lắng tại vì đó nhiều bạn thì thấy là trong danh sách khai phá sản đó thì có công ty có tên là ledger x thì mọi người lại lo lắng có phải là công ty ledger làm bí lạnh cũng khai phá sản cùng với là ftx hay là không thì không phải đó các bạn FTX là có một công ty mà họ mua gọi là Ledger X Đây là công ty cung cấp đồng bẩy cho FTX US Còn Ledger đó là công ty ví lạnh Có cái ví chứa lạnh có tên là Ledger Nano X Cho nên các bạn mới thấy được cái sự lẫn lộn ở đây Nhưng mà Ledger X và Ledger là hai công ty khác nhau Ledger không phải là công ty của FTX Cái mà chúng ta thấy là đang khai phá sản đó chính là Ledger X Bên dưới này đã tôi cũng chia sẻ thứ nhì nữa chúng ta vừa nói tới BlockFi Thì BlockFi đó là công ty các bạn gửi lấy lãi và đây là công ty mà chúng ta vừa nói đến Còn Block là công ty thanh toán của cựu CEO Twitter Jack Dorsey Trước đây gọi là Square, đây là hai công ty khác nhau Vậy một số bạn nói là có phải BlockFi là công ty của Jack Dorsey đang khai phá sản hay không thì không phải đâu Block và BlockFi là hai công ty khác nhau Rồi chúng ta hãy tóm tắt lại một số những cái sự kiện như mà nào mà không có theo dõi như mạng xã hội đi Thì tóm tắt lại từ thứ sáu tới bây giờ đó chúng ta có những cái thông tin gì mà cần phải quan tâm đến liên quan đến cái sự kiện FTX này thì các bạn đã nhớ là hồi thứ sáu đó bắt đầu có rất nhiều những cái thông tin là có cái số tiền rời khỏi sàn FTX và nhiều người đó thì rất là khó hiểu tại vì họ đâu có cho withdraw đâu thì tiền tại sao mà rời khỏi ví của FTX và thêm vào đó đó thì đây là thứ sáu mà thì thứ sáu đâu có cái tòa án nào làm việc đâu thì khả năng không phải là tòa án hay là những cái quan chức rút tiền khỏi FTX cho cái sự kiện này mà có khả năng là sàn FTX đang dùng tiền của mình để mà tháo chạy rồi sau đó đó chúng ta lại thấy được là ở trong telegram của ftx đó, có người tên là ray thường không biết là người này có còn làm việc cho ftx hay là không nhưng mà lại lên trên cái telegram của ftx đó và nói là ftx đã bị hack hồi tối hôm thứ sáu và tất cả tiền đó đã bị lấy đi hết và cái ứng dụng của ftx đó đã đang bị malware hay là bị virus đó, thì đừng nên sử dụng cái app hay là đừng nên lên trên trang web của FTX tại vì có thể là bị uh, virus Đây là cái thông tin được chia sẻ trong Telegram Thì mọi người đó bắt đầu là lo sợ Và các bạn thấy được là chúng ta thấy rất nhiều tiền rời khỏi số tiền đó là bao nhiêu Thì uh, tùy theo là các bạn hỏi ai Tại vì uh, có người đó thì nói là có thể lên tới là 1 tỷ đô la rời khỏi địa chỉ ví của FTX uh, Có người thì nói là khoảng chừng là 3-400 triệu Nhưng mà thống kê mà tôi nghe hồi sáng này đó là khoảng 660 triệu đô la đã bị lấy đi trong cái sự kiện hát này và đương nhiên rất nhiều người nói là có thật sự là hát hay là không hay là đây là cái cách làm của người nội bộ thì chúng ta được là sau khi mà có cái sự kiện này đó thì khoảng chừng 3,9 triệu USD ở trên AVAX và 27,5 triệu USDT ở trên SOL đó của cái người mà hack FTX thì đã bị Tether đưa vào danh sách đen và thêm vào đó đó. Thì thống kê bây giờ à uh, và alert nói là cái địa chỉ mà cái người mà hack FTX thì vẫn còn khoảng chừng là 340 triệu trong đó. Và trong số đó chúng ta có 160.000 Ethereum, chúng ta có 85,9 triệu Stablecoin chúng ta có 148.000 BNB, chúng ta có khoảng là 10.000 uh, đồng PAX G và chúng ta có 145.000 đồng xô và New Market Tether và Avax xong như chia sẻ với các bạn rồi thì nói chung đó trong cái địa chỉ ví của người mà hát sàn FTX đó, thì còn lại khoảng chừng là 340 triệu một số tiền đó đã được uh, gửi lên trên sàn đó chính là sàn Kraken Thì uh, điều mà chúng ta biết được đó Thì uh, sàn Kraken nói là cái người hát sàn FTX đó, Có thể là thiếu kinh nghiệm Có thể là có khả năng hát được sàn FTX Nhưng mà cái số tiền đó đó lại đẩy lên trên sàn Kraken Và sàn Kraken nói là họ biết người đó là ai Các bạn uh, đã biết trong thời gian ngắn mà thôi Tôi nghĩ là họ đã chia sẻ thông tin này Với lại uh, những cái chính quyền địa phương rồi Nhưng mà ai cũng bây giờ đang chờ đợi Có phải là người hát sàn FTX không ai khác chính là Sam hay là người của Sam hay là không và cái phần tiền còn lại trên sàn FTX thì họ nói là họ đã chuyển qua ví lạnh rồi nhưng mọi người đã nói là tại sao mà không chuyển qua ví lạnh mà để bị hát như vậy bây giờ bị mất đi hết 600 triệu đó là tiền còn lại của nạn nhân thì bây giờ không biết là còn lại bao nhiêu tiền thì đây là cái thông tin mới nhất mình thường có thể chia sẻ với các bạn chúng ta sẽ sớm biết người hát đó là ai còn về Sam đó thì các bạn thấy được là thông tin mà chúng ta nhận được cách đây hai ngày thì Sam đồng sáng lập Gary Wang và giám đốc kỹ thuật Nisha Singh đã bị chính quyền Bahamas giam giữ rồi à, theo thông tin là họ muốn rời khỏi Bahamas và đến Dubai nhưng mà đã không thể đi thì à, theo thường hiểu đó là chính quyền bây giờ là có thể hiểu là giam giữ tại nhà chứ không phải là giam giữ trong tù hay gì hết chúng ta vẫn chưa có biết thêm thông tin là chính quyền Bahamas có kiện Sam vì một lý do nào hay là không Tôi chỉ biết là hiện bây giờ đó Sam đang bị giam lỏng cùng với lại hai người kia còn về Kelly thì sao? Kelly đó thì người ta nói là có thể đang ở Hồng Kông cho nên không có bị giam chung với lại Sam ở thời điểm hiện tại. Thì chúng ta chỉ biết những gì đó mà thôi. Cái mà chúng ta biết đó là cho đến ngày hôm nay chúng ta vẫn thấy Sam vẫn còn đang thuyết ở trên Twitter và cái thuyết nó rất là khó hiểu được các bạn mình chia sẻ thêm với bạn một lát nữa và Frank Chaparro của The Block đó đã chia sẻ là đã chứng minh được giữa FTX và Alameda đó đã có một cái mã nguồn cửa sau có nghĩa là bên ngoài ra thì vẫn thấy là tiền được giữ bởi FTX nhưng mà Alameda có thể dùng cửa sau để mà rút tiền của khách hàng và đây đã được chứng nhận và nếu như vậy đó thì thường nghĩ là cái sự kiện này nó sẽ kết thúc À, không đơn giản đâu, đây là một việc làm có thể dẫn đến là Sam có thể vô tù được các bạn, tại vì không thể nào mà lấy tiền của khách hàng không cho người ta biết và âm thầm di chuyển qua một cái công ty khác được. Và Elon Musk cũng đã tham dự một cái buổi nói chuyện trên Twitter, thì Elon Musk cũng đã lên tiếng nói là đúng là Sam bankman free đã từng Uh, liên hệ với lại Elon Musk để uh, muốn uh, đưa tiền cùng với Elon Musk mua Twitter đó, giống như là những công ty khác cho bạn biết uh, mà ủng hộ Elon Musk đó. Thì uh, Elon nói là lúc đó Elon Musk thực sự không biết Sam là ai đâu nhưng mà ai uh, trong uh, dòng trong của Elon cũng nói đây là một người mà có tiền và cũng có tiếng Cho nên Elon Musk đã đồng ý để mà nói chuyện với Sam khoảng chừng là 30 phút thì Elon Musk nói là chỉ trong vòng 30 phút thôi đó thì uh, Musk thấy là nhiều dấu hiệu là người này đã đang nói dối và khả năng là cũng không có tiền đâu, Sam muốn đưa cho Musk 3 tỷ nhưng mà Musk nói là theo cách nhìn của Musk thì Sam không có số tiền 3 tỷ đó đâu và người này đã thực sự có vấn đề cho nên Musk cuối cùng đã không có nhận tiền của Sam. Tôi nghĩ đây cũng là một cái đợt mà Elon Musk thì né được khá khá là nhiều rồi các bạn. Chứ nếu không thì bây uh, giờ sự kiện này sẽ rất rối hơn đối với Twitter. Và chúng ta thấy được là cái căn hộ uh, penthouse ở Bahamas của Sam đó thì uh, bây giờ đã đăng bán ở thời điểm hiện tại. Và Sam bây giờ vẫn thuyết với các bạn và <laughs> Sam uh, thuyết bắt đầu ngày hôm qua đó là các bạn thấy được là thuyết cái chữ what rồi sau đó đó à, Sam thuyết từng chữ, từng chữ một là chữ H Rồi sau đó khoảng chừng là vài tiếng thì uh, thuyết cái chữ A Rồi vài tiếng sau chữ P Chữ P thì uh, hiểu đơn giản đó là Sam đang uh, thuyết cái chữ là What happened? Thường nghĩa là như vậy Nhưng mà Sam dài tiếng đồng hồ mới chia sẻ một chữ mà thôi thì mới đầu đó người ta đọc người ta tưởng đâu là Sam à, có thể là cái tweet này, này đã bị hát rồi hay gì đó chỉ còn thứ gì không ý nghĩa gì hết á nhưng mà cái người mà phỏng vấn Sam đó đến từ theo thường hiểu đây là người phỏng vấn từ Reuters à, đã chứng nhận đó là không phải đâu chính Sam là người mà thuyết cái đó thì người ta có hỏi Sam là có bị gì không tại sao mà thuyết từng chữ từng chữ một như vậy mà không có ý nghĩa gì hết thì Sam nói là Sam có không biết nữa cứ thuyết cho vui thôi lâu lâu thuyết một chữ thì cứ từ từ thuyết như vậy thì có nghĩa là người ta nói hình như Sam cũng có một số vấn đề gì đó các bạn trong đầu óc á nhưng mà điều mà nhiều người thấy thú vị hơn đó là trong tình hình này chúng ta lại thấy Jusu uh, Yushu của Three Arrows Capital cũng giống như là chúng ta thấy được là Do lại xuất hiện các bạn thấy được là bây giờ đó mọi người đã chuyển hết cái sự quan tâm và cái sự giận dữ tới Sam thì à uh, cùng với lại uh, Dokon lại xuất hiện và bây giờ các bạn thấy được lại uh, lên trên Twitter. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a